Chào tất cả các học sinh. Nay cô Linh sẽ ôn tập cho chúng ta kiểm tra giữa học kỳ 1 môn tin học nhé. Nội dung thứ nhất là lịch sử phát triển của máy tính. Ở đây chúng ta tìm hiểu về máy tính điện cơ và kiến trúc von Neumann. Vào năm 1642 thì máy tính cơ học Pascal được phát minh sáng chế với đặc điểm là máy tính cơ học dựa trên hệ thống bánh răng. Ở năm 1837 thì là máy phân tích. Đây là chiếc máy tính chạy bằng hơi nước, thẻ đục lỗ tương ứng với bộ nhớ, bộ phận xử lý. Vào năm 1936, phát minh sản phẩm sáng chế là máy Turing. Đây là máy tính có thể lập trình, có khả năng thực hiện bất kỳ bài toán nào bằng cách thực hiện chương trình được lưu trữ trên các thẻ đục lỗ. Năm 1938 là máy tính Z1. Đây là chiếc máy tính có đặc điểm, máy tính cơ học điều khiển bằng điện. Nó có các bộ phận như bộ điều khiển, bộ nhớ, thiết bị vào, ra và có thể lập trình. Năm 1939 thì phát minh sáng chế là máy tính Z2. Đây là chiếc máy tính điện cơ với bộ nhớ cơ học và sử dụng rơ le điện cho bộ xử lý số học và logic. Cho đến năm 1945 thì nhà bác học von Neumann đã mô tả kiến trúc máy tính là Đây, chúng ta qua nội dung tiếp theo, đó là lịch sử phát triển của máy tính điện tử. Máy tính điện tử được phát triển qua 5 thế hệ. Ở thế hệ thứ nhất là năm 1945-1955, công nghệ đèn điện tử chân không, ví dụ là máy tính ENIAC. Ở thế hệ thứ hai là 1955-1965, công nghệ bóng bán dẫn, IBM 1620. Thế hệ thứ ba là 1965-1974, công nghệ mạch tích hợp, IBM 370. Thế hệ thứ tư là 1974-1989, vi xử lý VLSI, máy tính là Altair 8800. Thế thứ năm là 1990 đến nay, vi xử lý là ULSI, các siêu máy tính điện thoại thông minh, laptop. Máy tính mang lại thay đổi cho xã hội loài người. Con người thúc đẩy sự phát triển của máy tính và chính sự phát triển này của máy tính đã mang đến những thay đổi lớn lao cho xã hội loài người, như việc hình thành phát triển xã hội thông tin, nông nghiệp, công nghiệp thông minh, cách mạng công nghiệp 4.0 và kinh tế tri thức. Rồi, chúng ta qua nội dung tiếp theo, thông tin trong môi trường số. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu về đặc điểm của thông tin số. Chúng ta thấy thông tin số rất đa dạng. Có nhiều loại như văn bản, âm thanh, hình ảnh, video và được lưu trữ bằng các tệp đa dạng. Ví như là tệp văn bản là .docx, tệp âm thanh là .mp3, tệp hình ảnh là .png. Có công cụ tìm kiếm, xử lý, chuyển đổi, truyền hiệu quả và nhanh chóng. Thông tin số có tính bản quyền. Có thể dễ dàng sao chép, khó thu hồi triệt để. Có độ tin cậy khác nhau. Và được lưu trữ, chia sẻ nhanh và nhiều. Một số yếu tố cơ bản giúp chúng ta nhận biết độ tin cậy của thông tin, đó chính là tác giả, tính cập nhật, mục đích của bài viết, nguồn thông tin và trích dẫn. Tầm quan trọng của việc khai thác nguồn thông tin đáng tin cậy. Việc xác định khai thác nguồn thông tin đáng tin cậy giúp ta có được thông tin đúng, từ đó có được quyết định phù hợp. Một số ví dụ về nguồn thông tin đáng tin cậy, ví dụ như thông báo chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương, thông tin từ các trang web của chính phủ hay là thông tin trên các website có tên miền là .gov. Thông tin với giải quyết vấn đề. Ở đây chúng ta thấy khi chúng ta tìm kiếm các cái thông tin ở trên Internet thì chúng ta cần phải xác định được những cái độ tin cậy của chúng. Đó, những cái thông tin nào đáng tin cậy, những cái thông tin nào cần phải làm rõ, cần phải so sánh nó với những cái thông tin khác chẳng hạn. Rồi, ví dụ để tìm hiểu về cách sử dụng một chiếc máy ảnh mới thì nguồn thông tin mình nên tham khảo đó là hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Để tìm hiểu về một đội bóng đá ở châu Phi thì nguồn thông tin đáng tin cậy nhất chính là nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá châu Phi. Các bạn học sinh cuối năm lớp 9 thường tìm hiểu thông tin về tuyển sinh lớp 10 thì nguồn thông tin đáng tin cậy nhất chính là thông báo chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương. Khi tìm kiếm thông tin thì chúng ta thường thấy những bài viết không có mục đích quảng cáo, không có định kiến, không nhằm mục đích xâm phạm bôi nhọ tổ chức cá nhân thì sẽ có cái độ tin cậy cao hơn những cái bài viết mà chúng ta có những cái mục đích là nhằm xâm phạm hay là bôi nhọ người khác. Bài viết có nội dung được cập nhật thông tin, sự kiện, kết quả mới, đính chính thông tin đã đăng tải thì thường sẽ có cái độ tin cậy cao hơn.
chúng ta qua nội dung thứ tư, công nghệ kỹ thuật số. Ở nội dung này thì chúng ta cùng tìm hiểu về một số quy định về việc sử dụng thiết bị số, văn hóa sử dụng công nghệ số cũng như là cái tính bản quyền của một sản phẩm. Một số quy định về sử dụng thiết bị số, tự ý thu âm, chụp ảnh, quay phim và sử dụng cái nội dung ghi được gây hậu quả cho tổ chức cá nhân chính là hành vi vi phạm pháp luật. Chúng ta không sử dụng tai nghe, điện thoại di động khi mình đang lái xe. Học sinh không sử dụng các thiết bị kỹ thuật số trong giờ học khi mà chưa được sự cho phép của giáo viên. Văn hóa sử dụng công nghệ kỹ thuật số. Lịch sự, lễ phép, thân thiện, khiêm tốn, trung thực, tôn trọng người khác là biểu hiện của người có văn hóa và có đạo đức. Sử dụng công nghệ kỹ thuật số để thực hiện những việc gian dối, gây hiểu lầm, khó chịu, làm phiền người khác chính là biểu hiện của việc thiếu văn hóa, vi phạm đạo đức. Ví dụ như ở các em chụp ảnh khi chưa được sự đồng ý, đó là mình đang thể hiện được cái sự thiếu văn hóa của mình ở đây. Hay sử dụng điện thoại thông minh để hỏi đáp trong cái giờ kiểm tra. Chúng ta qua vấn đề tiếp theo. Đảm bảo vấn đề bản quyền đối với sản phẩm số. Như chúng ta đã biết, một cái sản phẩm số, những cái thông tin trên mạng thì có tính bản quyền. Ha. Rồi, như vậy nếu chúng ta vi phạm quyền của tác giả đối với tác phẩm, chính là chúng ta đang vi phạm bản quyền. Chúng ta vi phạm, ví dụ như là mình sao chép, chỉnh sửa, chia sẻ sản phẩm khi mà mình chưa được phép của tác giả. Như vậy, trước khi đăng tải, chia sẻ, mình phải kiểm tra để đảm bảo sản phẩm số do mình tạo ra không vi phạm pháp luật và phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Như vậy, một số ví dụ về vi phạm bản quyền là mình thấy một bài viết hay ở trên mạng xã hội, mình đăng trên trang cá nhân của mình, tự ghi tên mình là tác giả và chia sẻ cho các bạn cùng lớp. Như vậy là mình đang vi phạm bản quyền rồi. Đó, quyền đứng tên của tác giả nè. Đó, vi phạm cái quyền đứng tên của tác giả và vi phạm cái quyền đó là truyền đạt tác phẩm đến mọi người. Đó. Rồi, Ngọc mua thẻ nhớ USB trước các bài hát được người bán đã sưu tầm trên internet mà không có thỏa thuận gì với tác giả hay ca sĩ biểu diễn. Rồi, đó, bạn Ngọc bạn mua một cái thẻ nhớ USB này mà các bài hát được mua mà lại không có thỏa thuận với tác giả hay ca sĩ biểu diễn nào cả. Như vậy đã vi phạm bản quyền. Rồi, các em về nhà xem lại tất cả các cái bài tập ở trong sách giáo khoa nha. Và những cái bài tập mà cô đã giảng. Chúc các em làm bài thật tốt. Chào tạm biệt tất cả các em.